chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh. Thì hôm nay Quỳnh sẽ ăn là bò wagyu cuốn với lá lốp chấm mắm nêm. Ở đây thì Quỳnh có chuẩn bị là bò wagyu. Nhưng mọi người ở đây thì mọi người dùng bò gì cũng được, nhưng mà ở Nhật thì nó bán bò wagyu rất nhiều, cho nên hôm nay Quỳnh thấy loại này ngon, Quỳnh sẽ mua hộp này Quỳnh ăn. Và cái trọng lượng hôm nay Quỳnh mua thì nó có trọng lượng là 256g, thì khoảng 250g. Chuẩn bị củ hành tím, tỏi và sả bằm nhuyễn, tỏi ớt, để một chút nó Quỳnh pha chung với cái mắm nêm xay sẵn Quỳnh mua trong cái chai nè mọi người. Sống ăn kèm và một ít lá lốp. Ở nhà Quỳnh trồng thì lá lốp á, khi mà Quỳnh hái vào xong Quỳnh rửa sạch sẽ và Quỳnh cắt, Quỳnh chừa lại cái phần cuốn ở đây để một chút nữa Quỳnh cuốn và Quỳnh đâm vào cái lá đó mọi người, thì mình dễ cuốn hơn. Còn những cái lá mà nó bị rách hoặc là những cái lá nó nhỏ thì Quỳnh sẽ cắt nó ra và Quỳnh bỏ vào bên trong thịt bò luôn. Thịt bò sau khi mà Quỳnh bằm nhuyễn ra thì Quỳnh không có bằm quá nát nha mọi người. Quỳnh bằm thì cái xớ thịt nó vẫn còn và nó không quá nát, để khi mà mình ăn á thì mình sẽ cảm nhận được miếng thịt bò. Uống cà phê, bột nêm, uống cà phê, đường, xíu muối Quỳnh dặn vô trong đây thôi. Quỳnh sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh nước tương nha mọi người. 2 muỗng canh nước tương. Mình dùng cái muỗng ăn cơm á, tại vì Quỳnh cho nước tương và cho nên Quỳnh cho rất là ít muối. Quỳnh sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh dầu hào, một chút xíu dầu mè, chút xíu dầu ăn, một chút xíu tiêu, sả băm, 1 muỗng canh tỏi băm và 1 muỗng canh hành băm. Mình sẽ trộn lên cho nó thấm gia vị nha mọi người. Sau khi trộn đều lên xong thì Quỳnh sẽ tiếp tục cho vào đây là 1 muỗng cà phê dung bột năng nha mọi người. Quỳnh bỏ bột năng vào để khi mà một chút nữa mà Quỳnh cuốn lá lốp thì nó sẽ dính vào bên trong cái lá lốp mà nó sẽ không bị bung cái phần lá lốp của Quỳnh ra. Trộn cái phần bột năng này với lại thịt bò của Quỳnh lại nè, cho nó đều hết tất cả các phần thịt bò của Quỳnh. Quỳnh cho cái phần lá lốp mà Quỳnh cắt nhuyễn vào mọi người. Thì hôm nay lá lốp của Quỳnh nó hơi nhiều quá cho nên là Quỳnh sẽ cho vào hết luôn. Bây giờ thì Quỳnh sẽ để cái phần thịt bò với phần lá lốp này, Quỳnh sẽ ướp nó trong vòng 15 phút. Trong thời gian mà Quỳnh ướp thịt á, thì bây giờ thì Quỳnh sẽ đi pha cái nước chấm. Bây giờ Quỳnh sẽ bỏ vào đây là 4 muỗng cà phê, 4 muỗng canh nước, 2 muỗng canh đường. Hộp này nó tan ra. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh mắm nêm của Quỳnh á. Nó đặc á, còn hồi nãy cái phần trên của Quỳnh thì nó quá lỏng á, bây giờ thì Quỳnh nắc lên thì nó hơi đặc lại rồi đó. Quỳnh cho vào đây khoảng nửa muỗng canh nước cốt chanh, cho thêm tỏi ớt vào. Thì cái nước chấm này mình nêm nếm theo khẩu vị gia đình thôi mọi người. Bây giờ thì Quỳnh sẽ chuẩn bị Quỳnh cuốn lá lốp. Thì lá lốp khi mà Quỳnh rửa sạch xong thì bây giờ Quỳnh cuốn thì Quỳnh sẽ úp ngược cái mặt lá lốp xuống như thế này ha. Quỳnh sẽ gấp một cái phần của lá lốp lên. Sau đó thì Quỳnh sẽ cho một ít thịt vừa đủ thôi nha mọi người. Đừng cho quá nhiều ha, để mình khó cuốn á. Thì mình cuốn y như là mình cuốn gỏi cuốn vậy đó mọi người. Mình cuốn y như vậy đó. Thì mình sẽ gấp hai bên lại như thế này. Sau đó thì mình sẽ cuốn lại, cuốn chắc tay ha, cuốn cho đến hết cái lá của mình nha. Đó, thì mình sẽ cuốn như thế này nè. Đó thì mọi người đâm vào và lấy cái cuốn này mình xỏ ngược lại vào bên trong của cái cuốn đó. Thì bây giờ thì mình đã có được một cái cuốn bò lá lốp như thế này mọi người. Khi mà mình áp chảo thì nó có bột năng ở bên trong thì nó sẽ giúp kết dính giữa cái phần bò và cái phần lá lốp của mình. Bây giờ thì Quỳnh sẽ bắt đầu cho cái bò lá lốp của Quỳnh vào chảo. Quỳnh áp chảo và cái chảo dầu của Quỳnh nó Quỳnh bắt nãy giờ nó đã nóng rồi đó mọi người. Bây giờ Quỳnh sẽ cho nó vào và Quỳnh sẽ cho cái phần cuốn này nằm phía dưới nha. Quỳnh sẽ cho vào hết ha. Và Quỳnh sẽ trở từ từ nha, tại vì bây giờ là cái cuốn của Quỳnh nó đã bắt đầu teo lại rồi, thịt ở bên trong cũng chín đó mọi người. Quỳnh sẽ bắt đầu trở từ từ.
thịt bò thì nó cũng rất là nhanh chín luôn. Con xin chào cô chú. Xin chào cô chú đi. Xin chào. Xin chào. Để Quỳnh để này xuống thấp thấp để cho mọi người thấy xa nha. Đó, từ hôm nay Quỳnh để rau nó cao quá mà Quỳnh để xa quá thì mọi người lại không thấy đồ ăn á. Quỳnh ăn cái mớ rau này một chút nữa nó xẹp xuống là mọi người cũng thấy xa thôi. Giờ xin mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Bà đạo rau đã bắt đầu xuất hiện. Đạo rau ăn rau nhiều còn hơn là ăn cơm. Quỳnh ăn bằng tay nha mọi người ơi, chân lần hai cuốn luôn nè. Đó, trời ơi rớt. Trời ơi, nhớ bên Việt Nam mọi người ơi. Cái đường vậy ta, đường Điện Biên Phủ hả ta? Đường Điện Biên Phủ, à đường Đinh Tiên Hoàng mọi người, đường Đinh Tiên Hoàng quận 1. Cái đường đó hả, nó bán nguyên một khu đó, bán nguyên bò lá lốt không mọi người, không biết giờ còn bán không. Mà hồi đó Quỳnh mê mọi người, ăn quá trời quá đất luôn. Quỳnh để cái chén chấm bên đây nè, không biết mọi người thấy không ta. Đó, chấm vô. Quỳnh có để bánh tráng nữa nhưng mà bây giờ mình cuốn rau chứ mọi người. Đã quá. Mình quẩy này qua. Chấm vô cho mọi người thấy nhỏ. Chấm vô. Mắm nêm. Nó mặn mặn ngọt ngọt mọi người. Còn bò thì nó mềm, nó thơm khi mà Quỳnh bỏ xả vô á. Cuốn vô lên lớp nữa, rất là thơm luôn. Hôm nay lên video ăn được món yêu thích. Bà Quỳnh vlog cười tít mắt. Nói giỡn với mọi người thôi chứ ai mà không thích ăn món mình yêu thích mọi người. Cái này là Quỳnh nói thiệt. Ăn lần hai cuốn mọi người. Ở đây là cái phần mà thịt đó khi mà Quỳnh cuốn nó bị dư ra mọi người, cho nên Quỳnh bỏ lên Quỳnh xào luôn. Cái phần xào đó thì Quỳnh không có quay cho mọi người xem. Cái phần thịt dư đó thì mọi người có thể bỏ lên bún đó, chen với lại mắm nêm lên trên tô bún là ăn luôn mọi người. Vẫn ăn được á. Quá sao đã. Hôm nay á Quỳnh làm cái món này á nó thiếu tùm lum mọi người. Bởi vậy mới kêu là bò cuốn lá lốt giả chiến đó mọi người. Ở bên đây thì Quỳnh không có kiếm được chuối chát nè, khế. Còn hôm nay Quỳnh đang hái rau thì mưa đó, cho nên Quỳnh không có đi mua gì qua này ta, thơm được, cho nên thiếu tùm lum mọi người. Nhưng mà ăn vậy cũng đỡ qua đỡ cơn thèm mọi người. Hồi đó Quỳnh ăn cái bò lá lốt này ở đường Đinh Tiên Hoàng á mọi người, nó bán có 7-8 ngàn à một phần, vừa có rau nè, khoảng chừng 10 cái cuốn lá lốt như thế này. Trời ơi nó đồn mọi người, biết sao bạn bè Quỳnh đồn á, nó bán rẻ vậy á chắc nó lấy thịt chuột. Lấy thịt chuột nó cắt ra nó bỏ vô đây nè, cho nên nó mới bán rẻ vậy. Thịt chuột cống á mọi người, chứ mà thịt chuột đồng đâu. Rồi đồ mà xem mì gõ bỏ vô chứ. Quỳnh ăn chưa được 5 phút ông Sám ăn xong rồi. Mấy cái món nhiều rau mọi người nó dính răng ghê thiệt á.
mà ăn phải có rau nó mới ngon. Món Việt Nam ăn phải có rau nó mới ngon. Thiếu tùm lum tùm la nhưng mà ăn rồi đỡ cơn thèm. Trời ơi, nó thiếu cái muỗng, chưa đi lấy cái muỗng. Bóc luôn. Mà ăn bóc thì nó mới ngon. Đó. Sao con? Ăn đi, ăn đi. Yeah. Yeah. Quỳnh cuốn cái cuốn. Quỳnh cuốn cái cuốn rau. Rồi rồi rồi, ăn đi nè. Quỳnh cuốn cái cuốn gỏi cuốn, mọi người không? Phải công nhận. Mọi người coi. Nó xấu đê tiện, nó lòi hết đầu, nó lòi từ trên đầu xuống dưới đít luôn. Cái hộp thịt bò Wagyu này Quỳnh mua rẻ mọi người. Cái hiệu thịt bò thì nổi tiếng á, nhưng mà hộp này Quỳnh mua có 260.000 cho 250 gram. Nó rất là nhiều mỡ á, cho nên khi mà mình làm cái món này lên thì ăn nó sẽ không bị khô. Ngon quá. Mẹ chưa ăn xong mấy bãi gì? Hôm nay Quỳnh cắt rau hơi bị nhiều quá. Không. Rau của Quỳnh nó trồng một đợt đó mọi người. Mà hôm nay lớn quá, không ăn nó dễ. Cắt ăn không hết thôi. Cho ai đó. Chứ mà để Quỳnh không cắt nó không lớn cây khác mọi người. Tranh thủ mùa hè ăn cho nó đã. Qua hết mùa hè rồi là nhịn ăn. Trời, mình để lần 3-4 cuốn luôn, ăn nó mới đã. Đó. Cho bún vô. Trời ơi, nó cay ghê mọi người, mình cho tới 5 chiếc ớt luôn. Quá sao đã. Wow. Trưa nay lại không ngủ nữa mọi người. Bây giờ bắt đầu tới giờ buồn ngủ rồi đó. Hôm nay anh xã Quỳnh đi câu mọi người. Hôm nay ở bên Nhật là ngày lịch đỏ, là ngày 15 tháng 7 là ngày của biển á. Cho nên là ảnh đi câu. Ảnh câu về một đống bạch tuộc luôn mọi người. Thì Quỳnh thì giữ xa, hôm nay dậy ập trời mưa nữa cho nên đâu đi được đâu. Thì ngày mai sẽ làm một cái video đại tiệc. Đại tiệc bạch tuộc nha mọi người. Bạch tuộc khổng lồ quá. Làm gì ăn cho hết. Nói cho mấy fan của Quỳnh hóng video, hóng video ngày mai nha. Mấy lần trước anh xảo mình đi câu mọi người, câu về quá nhiều ăn không hết cho người này người kia. Cho riết mà bạn Quỳnh ăn nó sợ luôn mọi người. Giá vé câu bà tù có thì rẻ, chứ không có mắc nhiều hết trơn á.
Mọi người biết tại sao mà đi câu bạch tuộc mà phải mua vé không? Tại vì là mình phải đi lên thuyền, người ta chở mình tới cái khu mà mình mới biết, người ta biết cái chỗ nào có bạch tuộc. Còn mình đi một mình thì mình sẽ không bao giờ biết chỗ nào có bạch tuộc. Cho nên mình câu ngoài sẽ không bao giờ được con nào hết trơn mọi người. Là vậy á, biển là của chung nhưng mà phải biết chỗ câu mới có mọi người. Quỳnh thích cuốn rau hơn là mình cuốn như là bánh tráng mọi người. Cuốn rau ăn rau nhiều nó ngon. Bánh tráng chỉ là để phòng hờ những lúc khi mà thiếu rau mọi người thì người ta mới cho bánh tráng thôi. Ảnh buồn ngủ. Sa đã bắt đầu căng da bụng trùng với mắt. Cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người thấy thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah.